Trường học ở Hải Dương bị tố truy thưởng cho giáo viên rồi đòi lại. Nhiều thanh niên đóng phạt vì uống bia rượu ở tiệc tất niên còn lái xe. Thưởng Tết giảm, người lao động thấu hiểu khó khăn với doanh nghiệp. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 20 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khoảng 11 giờ trưa ngày 20 tháng 1, trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạch Mỹ, thành phố Thủ Đức, một xe ô tô 16 chỗ bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong xe ô tô không có hành khách và chỉ chở một số hàng hóa. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sự phát triển mạnh diện tích sầu riêng cũng là điều dễ nhận thấy khi đến các nơi trong tỉnh Tiền Giang. Giờ đây, nhiều diện tích trồng lúa, cây trồng khác đã được đốn bỏ, thay vào đó là rừng sầu riêng. Trước sự hấp dẫn do lợi nhuận cao nên nhiều người dân ở tỉnh này đang ồ ạt mở rộng diện tích, dẫn đến vượt xa so với quy hoạch của tỉnh đến năm 2030. Hiện đã có nhiều trường học công bố phương thức xét tuyển đại học năm 2024, đặc biệt các phương thức xét tuyển sớm đang nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh, khi có chỉ tiêu khá lớn và không áp lực nhiều về thi cử. Việc hiểu rõ các phương thức xét tuyển giúp học sinh định hướng đúng cũng như có cơ hội trúng tuyển cao hơn vào các trường đại học theo nguyện vọng và năng lực của mình. Thưa quý vị, càng về gần cuối năm, câu chuyện lương và thưởng Tết là câu chuyện mà người lao động luôn đưa ra bàn tán sôi nổi. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hiện nay thưởng Tết bị ảnh hưởng nhưng công nhân, người lao động vẫn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Thưởng Tết của mình năm nay thì chắc là không được cao như mọi năm. Tại vì năm nay thực ra kinh tế nó cũng rất là khó khăn ý. Thưởng Tết năm nay chắc là mình sẽ được một tháng lương cơ bản. Cũng hơi chạnh lòng, nhưng so với tình hình kinh tế thì mình cũng phải đồng hành cùng công ty thôi. Chỉ cần có thưởng Tết là mình vui rồi. Vì là kinh tế khó khăn, rồi công ty phải gồng gánh nhiều này. Tạo được công ăn việc làm cho người lao động thì mình cũng thấy là rất vui rồi. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn khó khăn, đặc biệt là sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã nỗ lực để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng, khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Do đó, lương thưởng Tết của năm nay cũng sẽ khó khăn hơn các năm trước. Trước tình hình đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết sớm cho đoàn viên, người lao động, trong đó có các chương trình hỗ trợ tiền, quà tặng, tổ chức các chuyến xe không đồng về quê đón Tết cho người lao động. Thưa quý vị, tàu điện Cát Linh, Hà Đông hiện đón khoảng 35-36.000 lượt khách trên một ngày. Con số này vẫn đang rất nhỏ so với dân số của Hà Nội hiện nay. Theo chuyên gia, sắp tới Hà Nội có thêm tuyến tàu điện Nhổn, ga Hà Nội. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục để người dân bỏ các phương tiện cá nhân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. 2 tuyến vào. Dân có bỏ phương tiện giao thông cá nhân không? Chắc chắn là không. Đúng không ạ? Chắc chắn là không. Bởi vì tôi đi từ Hà Đông ra đến Cát Linh, tôi đứng chơi về. Thế thì ít nhất phải quay trở về như thời khác. Tức là gì? Em đi đến Bờ Hồ thì em có thể là từ Bưởi xuống Bờ Hồ thì em có thể đi Chợ Mơ, đi Hà Đông, đi Cầu Giấy. Ít nhất nó phải thế, tức là nó siêu phù. Thì lúc ấy mới yêu cầu là xã hội là bỏ cái phương tiện cá nhân, mới có cái áp chế là đánh thuế cái ông đi xài sang, ông giàu thì tôi đánh thuế sinh bò, đúng như thế đấy. Tức là ông xài sang, ông đi ô tô thì ông đóng thuế nhiều. Cũng theo thạc sĩ kinh tế Đặng Huy Đông, nếu chúng ta vẫn theo lối mòn phát triển đô thị đi trước, giao thông bám đuổi theo sau, thì vấn đề ùn tắc sẽ không bao giờ có thể giải quyết. Vì vậy, mô hình đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng TOD được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề trên. Tiếp theo bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị, trong tuần qua, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1985, trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Trung tá Trương Văn Ghé, đội trưởng đội hướng dẫn kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Chi Tôn.
Thưa quý vị, mới đây báo Lao Động nhận được phản ánh của cán bộ giáo viên trường tiểu học Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương, tố lãnh đạo nhà trường chuyển tiền thưởng Tết, chi thưởng 20 tháng 11 cho giáo viên, sau đó yêu cầu nộp lại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên cho biết, hiệu trưởng nhà trường thừa nhận việc này. Từ cuối tháng 11 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra huyện đã vào cuộc xác minh, đến nay vẫn trong quá trình làm việc. Trở về từ tiệc tất niên cuối năm ở công ty, nhiều trường hợp được Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vi phạm nồng độ cồn nên tiến hành lập biên bản xử lý trong đêm ngày 19 tháng 1. Đối với những trường hợp này, tổ công tác đều tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.